Bí ẩn nguyên nhân khiến vàng tăng giá bùng nổ. Liệu đó là một ngân hàng trung ương lo lắng về khả năng đồng đô la có thể được sử dụng như là một vũ khí kinh tế? Là các quỹ đầu cơ đặt cược rằng Fed sắp xoay trục sang nới lỏng? Hay một đội quân của các nhà giao dịch thuật toán đổ xô vào vàng chỉ vì vàng đang tăng giá? Việc giá vàng gần đây tăng dồn dập lên những mức cao chưa từng thấy trong lịch sử có vẻ như là một điều dễ hiểu. Xét tới môi trường địa chính trị căng thẳng và triển vọng còn bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu, vàng vốn được xem là một vịnh tránh bão truyền thống và quan điểm chung hiện nay là giá vàng còn tăng do các ngân hàng trung ương lớn sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay. Sau vài tháng tương đối ổn định trong phạm vi hẹp, giá vàng bắt đầu bùng nổ vào đầu tháng 3. Kể từ đó đến nay, giá vàng đã tăng 14% và liên tiếp lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, thực tế là căng thẳng địa chính trị đã lên cao từ cuối năm ngoái, thậm chí thế giới luôn có căng thẳng địa chính trị trong nhiều năm qua. Chưa kể, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất đã giảm trong mấy tuần gần đây. Vậy đâu là thay đổi khiến giá vàng tăng mạnh đến như vậy? Theo hãng tin Bloomberg, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đưa ra câu trả lời rất khác nhau về việc nhân tố nào đưa giá vàng lên đỉnh cao lịch sử. Liệu đó là một ngân hàng trung ương lo lắng về khả năng đồng đô la có thể được sử dụng như là một vũ khí kinh tế? Là các quỹ đầu cơ đặt cược rằng Fed sắp xoay trục sang nới lỏng? Hay một đội quân của các nhà giao dịch thuật toán đổ xô vào vàng chỉ vì vàng đang tăng giá? Lạm phát dai dẳng hay mối lo về một cuộc hạ cánh cứng? Đồng tiền suy yếu? Các cuộc bầu cử sắp diễn ra? Hay tất cả những yếu tố trên? Những cú bứt phá có vẻ bí ẩn của giá vàng đã thôi thúc các chuyên gia tìm hiểu sâu hơn về giao dịch vàng trên toàn cầu. Từ thị trường giao dịch hàng hóa tương lai và quỹ giao dịch hoán đổi ETF từ New York tới Thượng Hải, cho đến giao dịch trực tiếp tại quầy ở London và hàng hà sa số các nhà giao dịch mua bán vàng miếng, tiền xu vàng và trang sức vàng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thị trường vàng vốn dĩ là một thế giới phức tạp và không phải lúc nào cũng minh bạch. Dù vậy, thị trường và các cơ quan chức năng đã nhiều năm nỗ lực để tăng cường sự minh bạch, giúp gia tăng khả năng tiếp cận dữ liệu để làm sáng tỏ hơn về xu hướng tăng giá mạnh mẽ đang diễn ra của loại tài sản, được xem là một trong những kênh lưu trữ giá trị cổ xưa nhất. Ai đang mua vàng? Câu trả lời dễ dàng đầu tiên cho câu hỏi này là các ngân hàng trung ương. Bên cạnh các định chế tài chính lớn và các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một thời kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, người tiêu dùng Trung Quốc cũng mua vàng vì lo lắng về khả năng sinh lời ảm đạm của các tài sản khác ở nước này và sự mất giá của đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã giữ vai trò động lực giá lên cho thị trường vàng trong nhiều tháng, thậm chí là hàng năm trong trường hợp của các ngân hàng trung ương. Và cũng chưa rõ liệu ai trong số này bất ngờ mua vàng mạnh hơn nhiều do tâm lý lo sợ hay tham lam gia tăng nhiều so với trước hay không. So với trước kia, các nhà phân tích hiện nay có nhiều dữ liệu thị trường hơn. Nhưng câu trả lời đưa ra cho câu hỏi này vẫn còn thiếu rõ ràng. Có lẽ tất cả cùng mua vàng một lúc, thay vì một lực lượng cụ thể nào đó mua đặc biệt nhiều. Các sản phẩm vàng nào đang được mua? Có một điểm vừa rõ ràng nhưng cũng gây khó hiểu. Trong suốt thời gian dài, nhà đầu tư đã không hề mua các quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng, vốn là một trong những phương thức dễ dàng nhất để mua vàng. Việc các quỹ ETF vàng liên tục bán ròng cho tới gần đây cho thấy một lực lượng lớn nhà đầu tư đã bỏ lỡ cơ hội hoặc cũng có thể là đã chốt lời khi giá vàng đi lên. Đây là một trong những hiện tượng lạ lùng mà tôi từng chứng kiến ở các quỹ ETF vàng. Đáng ngạc nhiên là các quỹ này bán ròng trong lúc nhu cầu rất mạnh ở các nhóm khác như ngân hàng trung ương hay các nhà đầu tư cá nhân mua vàng trực tiếp. Chủ tịch Nay Jereshi của công ty ETF Store nhận định, theo ngân hàng Citigroup, hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư dài hạn mua vàng từ nhiều năm trước là nguyên nhân dẫn tới việc các quỹ ETF vàng ít mua ròng. Việc các quỹ này bán ròng mạnh mà không gây áp lực giảm lớn đối với giá vàng cũng là dấu hiệu cho thấy số vàng mà các quỹ ETF này bán ra cũng được mua nhanh. Các ngân hàng trung ương có lẽ là lực lượng mua chủ yếu của số vàng mà các quỹ ETF bán ra. Theo chuyên gia Joe Cavatoni của Hội đồng Vàng Thế giới, có các nhà đầu tư khác mua vàng vật chất nên việc các quỹ ETF bán ròng không ảnh hưởng đến giá vàng. Thử đoán xem, vàng từ các quỹ đó đi đâu? Ra thị trường tự do OTC
và được các ngân hàng trung ương chờ đợi sẵn để mua. Ông Cavatoni cho biết, nhà đầu tư mua vàng ở đâu? Trên các sàn giao dịch tương lai và thị trường OTC, hoạt động giao dịch vàng đều tăng mạnh. Đây là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức gồm các ngân hàng trung ương, ngân hàng đầu tư, các quỹ lương hưu, quỹ đầu tư quốc gia tham gia thị trường. Hoạt động giao dịch quyền chọn vàng cũng tăng, dẫn tới kỳ vọng rằng giá vàng có thể tăng cao hơn nữa khi các nhà giao dịch quyền chọn đẩy mạnh việc mua vào. Số hợp đồng vàng trên thị trường tương lai ở New York đang ngày càng lớn, dấu hiệu cho thấy các nhà quản lý đang gia tăng đặt cược vào sự tăng giá của vàng trong dài hạn hơn. Tuy nhiên, tổng khối lượng giao dịch đang tăng mạnh hơn so với số lượng hợp đồng mở, một tín hiệu về sự gia tăng hoạt động của các quỹ thuật toán. Các nhà đầu tư mua vàng khi nào? Theo Bloomberg, câu trả lời cho câu hỏi này là chủ yếu vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Thị trường vàng vốn dĩ rất nhạy cảm với biến động dữ liệu kinh tế của Mỹ, và sự nhạy cảm đó càng gia tăng kể từ khi giá vàng bắt đầu tăng tốc vào đầu tháng 3. Các báo cáo kinh tế quan trọng công bố vào những ngày đó giúp thị trường có cái nhìn sâu hơn về tình hình sản xuất, việc làm, GDP và lạm phát của nước Mỹ. Hoạt động mua vàng tăng mạnh mỗi khi dữ liệu được công bố, phản ánh rõ nét tình trạng của những yếu tố kinh tế quan trọng nhất. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề khiến cho các nhà phân tích cảm thấy khó hiểu, bởi các số liệu gần đây nóng hơn dự báo, dẫn tới việc các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ và trái phiếu cắt giảm đặt cược vào việc Fed sẽ giảm lãi suất nhanh và nhiều. Sự thay đổi đặt cược như vậy lẽ ra là một yếu tố bất lợi cho giá vàng, nhưng trên thực tế, giá vàng vẫn bứt phá không ngừng. Vì sao nhà đầu tư mua vàng? Đây là câu hỏi lớn nhất trong số các câu hỏi liên quan tới xu hướng tăng giá đang diễn ra trên thị trường vàng. Trong 5 tuần trở lại đây, điều khó hiểu nhất liên quan tới đà tăng của giá vàng là dù vẫn tin Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay, nhiều nhà đầu tư đã cảm thấy bấp bênh hơn trước về thời điểm Fed hành động. Một khả năng đặt ra là nhiều nhà đầu tư vàng đã không còn quan tâm đến việc Fed khi nào bắt đầu hạ lãi suất nữa, mà thay vào đó tính đến khả năng nền kinh tế Mỹ hạ cánh cứng và mua mạnh vàng để phòng ngừa rủi ro đó. Điều này có thể lý giải cho một biến động gây tò mò khác trên thị trường vàng trong những tuần gần đây: mối quan hệ giữa chênh lệch của giá vàng và lãi suất Fed. Mức chênh lệch phần trăm giữa giá vàng giao ngay và giá giao kỳ hạn 3 tháng ở London vốn thường tăng hoặc giảm theo biến động lãi suất do chi phí của việc lưu kho, cấp vốn và bảo hiểm vàng đã giảm xuống mức thấp hơn so với lãi suất Fed trong những tuần gần đây. Một điều hiếm khi xảy ra do giá vàng giao ngay tăng cao. Lịch sử cho thấy điều này thường chỉ xảy ra một cách bền vững khi lãi suất ở mức thấp hoặc chuẩn bị giảm sâu. Sự đảo ngược chênh lệch như vậy có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư với tâm trạng lo lắng đang đẩy mạnh việc mua vàng giao ngay để phòng ngừa rủi ro biến động trong tương lai. Xu hướng tăng mạnh của giá vàng hiện nay đi ngược lại lối suy nghĩ thông thường, nhất là xét tới việc lãi suất vẫn còn cao. Tôi cho rằng kịch bản đang dịch chuyển theo hướng lạm phát dai dẳng và có lẽ là một cuộc hạ cánh cứng. Thêm vào đó là bấp bênh địa chính trị và sự đảo ngược toàn cầu hóa thúc đẩy nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương. Chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxobank nhận định: vàng hưởng lợi khi khối BRICS mở rộng. Với việc muốn giảm phụ thuộc vào đồng đô la và nguồn khai thác vàng chủ yếu trong tương lai dự kiến sẽ ở châu Phi, việc BRICS vừa mở rộng từ 5 lên 10 thành viên dự kiến sẽ có tác động không nhỏ đến thị trường vàng. Trong suốt những tháng đầu năm 2024, BRICS đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, trước hết là nhờ việc tăng gấp đôi quy mô. Tổ chức liên chính phủ thống nhất với 5 thành viên là Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã chào đón thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau đó xác nhận việc Saudi Arabia chính thức gia nhập vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, nâng tổng số quốc gia thành viên từ 5 đến 10. Các báo cáo gần đây cho thấy có thêm 34 quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc tham gia vào nhóm liên kết này trong năm nay. Ở một khía cạnh nhất định, BRICS mở rộng sẽ có tác động không nhỏ tới thị trường vàng. Vai trò của Nga quan trọng đối với vàng. Everett Millman, giám đốc phân tích thị trường tại Gensler Horn, tin rằng
Những người tham gia thị trường kim loại quý cần xem xét nghiêm túc vai trò chủ tịch BRICS của Nga, vì điều đó có khả năng tác động đến thị trường vàng. Kể từ khi xảy ra xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã bị kích ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và lượng vàng dự trữ nhiều đã có vai trò đắc lực trong việc giúp họ duy trì sự ổn định trong thương mại. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, dự trữ vàng của nước này riêng trong tháng 12 năm 2023 đã tăng 35 tấn lên tổng cộng 2.350 tấn. Còn theo Hội đồng Vàng Thế giới, trong quý 3 năm 2023, Nga đứng thứ 5 thế giới về số lượng vàng dự trữ sau Mỹ, Đức, Italy và Pháp. Với vai trò là chủ tịch BRICS, dự đoán Nga sẽ thúc đẩy khối này gia tăng vị thế của vàng trong dự trữ ngoại hối của các thành viên. Hệ thống thanh toán mới của BRICS tạo cơ hội cho giá vàng. Một sáng kiến của BRICS gần đây nhận được nhiều sự chú ý là hệ thống chuyển khoản liên ngân hàng mới được Nga xây dựng. Giống như hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới CIPS của Trung Quốc, nó được dự định là một giải pháp thay thế cho SWIFT. Ông Milman tin rằng hệ thống thanh toán của BRICS sẽ tạo cơ hội cho giá vàng. Nếu thực sự có một giải pháp thay thế cho SWIFT, một hệ thống thanh toán nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ, các ngân hàng Mỹ hoặc đồng đô la, tôi nghĩ điều đó sẽ có lợi cho vàng. Những quốc gia đó đã tích lũy rất nhiều vàng. Họ coi vàng là tài sản dự trữ trung lập, thứ có thể được sử dụng để thanh toán. Ngay cả khi vấn đề về niềm tin khi sử dụng tiền tệ của nhau, vàng vẫn có thể thanh toán vai trò như đồng đô la, ông Milman cho biết. Nguồn cung vàng tương lai bị đe dọa. Ông Milman nhấn mạnh rằng, cộng đồng đầu tư khai thác mỏ vàng nên đặc biệt chú ý đến khu vực châu Phi, vì tương lai của ngành sẽ được xây dựng lên ở đó. Ông nói, các mỏ hiện tại đã hết hạn sử dụng và sẽ phải hoạt động thăm dò vàng mới để sản lượng duy trì mức rất ổn định trong nhiều thập kỷ qua. Tôi coi châu Phi là một trong những thị trường chưa được khai thác, nơi có thể có lượng đầu tư lớn và các mỏ vàng mới mọc lên. Ông Milman nói, khi bạn xem xét cách các quốc gia in tiền, cách các ngân hàng trung ương không ngừng tăng nguồn cung tiền, một trong những dấu hiệu nhận biết của vàng là tỷ lệ dự trữ. Dự trữ vàng hiện tại rất lớn so với lượng vàng được khai thác mỗi năm, nhưng mức vàng khai thác đó rất ổn định. Khai thác vàng tăng gần 1%, do đó nguồn cung vàng tăng 1% mỗi năm. Tôi nghĩ đó là một yếu tố quan trọng của vấn đề này. Trong 10, 20 năm tới, chúng ta bắt đầu tiếp cận những rào cản sản xuất vàng đó, hoặc có thể lượng vàng mới được bổ sung vào kho dự trữ của chúng ta bắt đầu giảm đi. Ông Milman cho rằng, châu Phi có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề đó. Ông nói, đây là một nơi quan trọng đối với các quốc gia quan tâm đến vàng và các ngân hàng trung ương của họ đang mua nó. Họ sẽ muốn biết lượng vàng mới sẽ đến từ đâu, và tôi nghĩ ngày càng có khả năng rằng điều đó sẽ xảy ra ở châu Phi. Vai trò của vàng trước kia và bây giờ. Sự trỗi dậy của đồng đô la Mỹ trong những thập kỷ qua và sự trỗi dậy đồng thời của Mỹ với tư cách là siêu cường kinh tế và quân sự ưu việt, trùng hợp với sự suy giảm của vàng với tư cách là nền tảng định giá tiền tệ. Khi nền tảng bên dưới hệ thống tiền tệ toàn cầu bắt đầu thay đổi một lần nữa, liệu vàng có thể tái xuất hiện như là một tài sản quan trọng hỗ trợ các hệ thống tiền tệ cạnh tranh? Theo ông Milman, nếu các quốc gia trên thế giới bắt đầu hợp nhất thành các phe tiền tệ riêng biệt với vàng là cốt lõi, châu Phi sẽ liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ. Tôi cũng có thể nói rằng Canada liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ về mặt đó, vì thực tế là ngân hàng trung ương của họ không còn sở hữu bất kỳ loại vàng nào nữa. Mexico cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc này, vì họ thực hiện phần lớn hoạt động thương mại với Mỹ. Họ là một trung tâm sản xuất lớn và là nguồn cung cấp kim loại quý lớn như một nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phương Đông bây giờ mới mua vàng, nhưng phương Tây đã nắm giữ rất nhiều vàng. Đây là một điểm cơ bản thường bị bỏ qua trong cuộc thảo luận sôi nổi về hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Mỹ không mua vàng để hỗ trợ đồng tiền của họ như các quốc gia khác, bởi vì đồng đô la đã tăng so với các loại tiền tệ khác. Nhưng nếu Mỹ muốn hoặc cần tham gia vào cơn sốt vàng của các ngân hàng trung ương đang diễn ra, họ sẽ bắt đầu từ vị trí vượt trội áp đảo ngay từ ngày đầu, với lượng dự trữ vàng lớn nhất hành tinh. Theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới, Mỹ có hơn 8.133 tấn vàng trong kho dự trữ của Ngân hàng Trung ương, so với 2.350 của Nga và 2.235 của Trung Quốc. Kết hợp lại,
tổng số dự trữ của các quốc gia nói trên chỉ bằng một nửa so với Mỹ. Ngay cả khi chúng ta cộng thêm trữ lượng vàng dự trữ quốc gia của các thành viên BRICS khác, không có số liệu chính thức về Iran và Ethiopia, tổng số 6.149,44 tấn vẫn chưa bằng số vàng dự trữ của Mỹ. Và điều gì sẽ xảy ra nếu các nước đồng minh của Mỹ cũng sẽ có hành động tương tự như Mỹ? Nếu chúng ta cộng dự trữ quốc gia của các quốc gia thành viên EU và Mexico, Canada không có, cùng với dự trữ của Mỹ, khối phương Tây này sẽ có tổng cộng gần 20.000 tấn. Con số này cao hơn gấp 3 lần dự trữ của các quốc gia BRICS. Đó chưa kể là lượng dự trữ của các quốc gia như Thụy Sĩ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Đối với BRICS và bất kỳ ai khác đang cố gắng hạ giá đồng đô la thông qua vàng, đây có thể là một trường hợp kinh điển về việc hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn. Vị thế của Mỹ trên thị trường vàng được giữ vững, vị thế của Trung Quốc đang lên. Với đồng tiền mạnh nhất, thị trường nợ lớn nhất và có tính thanh khoản nhất, cũng như khả năng tiếp cận năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của lục địa, vị thế của Mỹ trong 10 đến 15 năm tới có thể thay đổi thực trạng hiện nay là xoay quanh việc kiểm soát nguồn cung vàng toàn cầu. Mỹ có thể coi vàng như là một phương tiện đầu tư, một kho lưu trữ giá trị, như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Họ có thể mua và bán nó như bất kỳ tài sản nào khác. Nhưng đối với Trung Quốc thì khác, nước này đang tiếp tục mua vàng với bất kể giá nào và giữ nó như thể đời sống của nền kinh tế phụ thuộc vào vàng. Dựa trên hành động của Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng con đường khả thi duy nhất mà họ thấy để đồng tiền của họ mạnh lên và để nền kinh tế của họ ở vị trí dẫn đầu là hỗ trợ nó bằng vàng. Nhìn qua lăng kính này, vàng trở nên vô cùng cần thiết cho mọi kế hoạch của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục mua vàng với tốc độ hiện tại, đồng thời kiểm soát tỷ lệ sản xuất vàng ngày càng tăng trong và ngoài nước, thì khả năng cao là đồng nhân dân tệ sẽ vươn lên vị trí là tiền tệ của nhóm BRICS.